thay mặt cho nam nữ diễn viên đội văn nghệ quần chúng đến từ khu phố 4A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả xin gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể đại biểu tham dự liên hoan các nhà văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2024. Tham gia liên hoan lần này, khu phố 4A, phường Cẩm Trung mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Cẩm Phả khát vọng đổi mới, hội nhập văn hóa, lan tỏa yêu thương. Chương trình gồm các tiết mục sau: màn chào hỏi tác giả Vũ Thảo, hát đơn ca Hải Đăng cùng tốp múa với bài hát Tổ quốc yêu thương tác giả Hồ Bắc, tác phẩm Về quê của tác giả Phó Đức Phương biểu diễn nhạc cụ dân tộc, múa độc lập Bình Minh trên vịnh Bái Tử Long tác giả Ánh Tuyết, hát tốp ca Một vòng Việt Nam tác giả Đông Thiên Đức, tiểu phẩm Bóc Phốt tác giả Vũ Thảo, hợp ca Quảng Ninh quê hương tôi yêu tác giả Trịnh Cảnh Tùng. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Ngày 24 tháng 11 năm 2021, trong phát biểu chỉ đạo hội nghị văn hóa toàn quốc, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng căn dặn: văn hóa còn thì dân tộc còn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa con người Việt Nam chính là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có vai trò rất lớn của các nhà văn hóa ở khu dân cư. Khu phố 4A phường Cẩm Trung với tổng số 316 hộ dân và 1.225 nhân khẩu, gồm 12 tổ chức, chi hội đoàn thể chính trị và 8 tổ nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, cán bộ và nhân dân khu phố luôn đoàn kết, chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy ước hương ước của địa phương. Khu phố không có hộ nghèo, 97% tổng số hộ dân được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều năm liền, khu phố luôn giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa tiêu biểu. Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ với phương châm lấy hạnh phúc của người dân làm tiêu chí, lấy nhà văn hóa khu phố làm trung tâm,
khu phố 4A đã đầu tư kinh phí xây dựng, sửa sang, nâng cấp nhà văn hóa, mua sắm thiết bị lên tới hàng tỷ đồng, mở cửa tất cả các ngày trong tháng, duy trì 5 câu lạc bộ với 6 bộ môn. Mọi hoạt động đều hướng người dân đến với mục tiêu khỏe về thể chất, sáng về tư tưởng, có văn hóa trong lối sống ứng xử để hội tụ văn hóa thợ mỏ, lan tỏa tình người vùng than. Liên hoan hôm nay cũng là dịp chúng tôi được giao lưu học hỏi giữa các nhà văn hóa tiêu biểu trong toàn tỉnh, làm giàu thêm kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phong trào, đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng thành phố Cẩm Phả ngày một văn minh, giàu đẹp hiện đại, xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp và văn minh. Xin kính chúc các quý vị đại biểu